mọi người nha. Đây có một chiếc máy 70 plus hàng các cái đám ruộng bị sâu ống này mọi người. Đây đám này bị sâu ống cỡ 50% á mọi người. Đây nó cháy hết đây. Đây có gặp chiếc răng ma 5-14 mọi người. Đang chạy đi cuốn rôm kìa. Vàng lúa này quá cao luôn mọi người, nhưng mà bị sâu ống rồi. Nó trôi hết 50% rồi. Trời quá nắng luôn người, 40 độ C á. Mọi người xem video nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ nha mọi người. Máy này còn mới không người, tiếng cái nổ nó rất căng luôn. Những đám ruộng cuối cùng mà không có chuột mọi người. Chim mọi người, con chim. Bị sâu ống ăn có mấy bao à mọi người, đám này có được đám được có 4 bao à. Mới nữa để cắt người.
đây là cuối cùng rồi, mấy cái chim yến nó tập trung này nó ăn mồi đây rồi. Của đám này nó tốt này, nó nằm luôn rồi, không quá trời nắng luôn. Tài lại cắt máy quá. Xin kết thúc video đây nha mọi người, nắng quá mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video nha.